người. Của họ mình vẫn còn bị trời ạ, họ nói thật giọng thật khó nghe, trời đất. Hôm nay chúng ta đến đến phần tiếp theo của game. Mẹ trồng cây này. Lại một game giả lập được trồng cây giống ai đen à. Giờ chúng ta phải xếp hình con cá này, cái hình mẫu này. Nếu mình nhớ không nhầm thì này đúng. Wow. Mọi người biết bây giờ là làm gì không? Phóng sinh cho cả cá xuống hồ, cả cả cá xuống nước. Được không nhỉ? Thỉnh thoảng không nhớ. À rồi. Quên mất. Đã có nước đâu cả cá à? Này khá vi diệu, sao từ một con cá thì biến ngôi sao nhỉ, mà còn một đoạn điệu cơ mọi người ạ. Mọi người nhìn này, sợi dây một tí này mà cũng thể vớt xuống sâu được này này, đây gọi sợi dây là bất thường luôn ạ. Nếu mà thép về đúng độ dài sợi dây thì khi cô bé này phải ngã thì xuống một nửa cái giếng rồi mới ra vớt ngôi sao lên. Đoạn này mình cảm giác khá quen quen, không biết không? Là trong bộ phim bộ game nào đó. Hóa ra cô bé này tên Lucy à? Từ nãy giờ mình không để ý lắm. Tại như mình nói trước đó là mình đã chơi qua game này rồi. Nên là sự mình không biết phải làm sao để tạo ra cái hai cho mọi người nữa. Nên là nếu mà tiết tấu của game quá nhanh thì là sự xin lỗi mọi người nhá. Sao mình cảm giác kiểu là giống triệu hồi trở lên The Man nhỉ? Đặc
Bị cái cảnh này mình lúc đầu mình cảm giác có hơi rùng rợn một tí. Có sợi dây này, nó lại công mà cho cổ ấy. Mình hơi nhanh ngộ mọi người. Nhớ, sẽ kiếm lỗi nhé. Cái này nghĩa xin gợi ý nó. Mọi người sẽ tượng đá này. Mình nhớ chẳng mình có thấy cái tượng đá ấy ở đâu không ta? Cái này lên 3 lần mà. Cái này lên 2. Mọi người ấn vào 2 cái đấm luôn. Ấn vào 2 cái đấm rất được. À, cũng nhìn cái này nữa. Theo mình thì đoạn này có hơi lợi dụng một chút. Cũng bỏ không gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua trong này khá tối này. Mình sẽ con bọ mình vừa thật ra là mọi người một xếp thứ tự lại cũng được hết. Thứ bọn mình đưa khá giống một viên đá quý mình có mắt. Và từ đó đổi được một cái khúc chân. Mình không có thể nói rõ là như thế nào. Đoạn này khi chúng ta dùng 5 chân vũ này thì có lẽ là đã hết được mức rồi. Bởi vì 5 chân để quá lâu cũng hết mà. Chúng ta phải cọ vào cái đá này này. Cọ vào cái đá này nhé mọi người. Thì nó có lẽ được hút. Đầu mình không biết nào, hay là mình cứ đi lăng quăng đi lăng quăng lại, cuối cùng là mở ý ra phát hiện ra vấn đề này. Nói chung là trong game này cái gì cũng có thể tạo ra cái thế. À không, như nào vậy ta? Đây, đây. 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 Phần nào mình rất là tiếc đây luôn vì nó mất cả phần gai. Mọi người mình nhìn này. Mọi người trên màn hình đó phần 2 là chúng ta phải mất 19.000. Quên tặng luôn 20.000, không 19.000 rồi. Nên mình rất tiếc là phải dừng game này ở đây. Ai, game này thật sự hay mà. Thế
Hello, xin chào tất cả mọi người nhá.